kênh đường phố Sài Gòn Vlog. Và hiện tại là mình đang có mặt ngay ngã tư Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Đình Chiểu, là một trong những ngã tư ngay cái nhà hát VOV, đài tiếng nói nhân dân của thành phố Hồ Chí Minh, VOV Radio. 45 năm VOV tự hào lan tỏa tiếng nói của một thành phố năng động và phát triển. Thì hôm nay em mời các anh chị cùng em đi lang thang ngắm nhìn con đường Nguyễn Đình Chiểu, và một trong những con đường rất là thân quen, thân thuộc và rất là đẹp ở khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Và đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Cao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh nha các anh chị. Con đường có nhiều hàng cây cổ thụ hai bên, rất là đẹp, rất là mát. Ở đây là ban chỉ huy quân sự quận 1. Thì Sài Gòn đang trong cái mùa giãn cách nên các anh chị thấy đường phố Sài Gòn khá là vắng. Đây có là giáo xứ Thánh Francisco Đa Cao anh chị. Một cái giáo xứ nằm ở góc đường Mai Thị Lụ và Nguyễn Đình Chiểu, khá là đẹp, khá là lâu đời. Sài Gòn vào mùa giãn cách nên các anh chị thấy Sài Gòn khá là vắng lặng, vắng là vẻ yên bình. Em thì thích Sài Gòn như vậy, chứ bình thường thì Sài Gòn náo nhiệt, ồn ào, đông đúc quá, thấy nó ra đường nó cũng mỏi mệt các anh chị, cũng không có nhiều cái sự thư thả, thoải mái để mình ngắm nhìn đường phố Sài Gòn, ngắm nhìn được những cái nét đẹp của Sài Gòn. Rồi bây giờ thì đường xá vắng lặng, thoải mái, chạy xe với một cái tâm thế thoải mái, tinh thần thoải mái thì anh chị có đủ thời gian, không gian để ngắm nhìn Sài Gòn. Chứ Sài Gòn mà náo nhiệt quá thì lo cắm đầu chạy xe, lo nhìn đường, quan sát xe cộ chạy thôi, chứ cũng không có thời gian và không gian cho các anh chị ngắm nhìn Sài Gòn đâu. Đây là góc Đinh Tiên Hoàng, Điện Biên Phủ. Mình hãy tận dụng những lúc Sài Gòn trong những ngày giãn cách thế này để mình đi ngắm nhìn Sài Gòn nha các anh chị. Yên bình, rất là nhẹ nhàng. Nguyễn Đình Chiểu. Rồi Nguyễn Đình Chiểu thì nó dài từ quận 1 đến quận 3 của thành phố Hồ Chí Minh, là con đường một chiều đi từ hướng Bắc của Sài Gòn đi qua bên hướng Nam của Sài Gòn, trục đường một chiều Nguyễn Đình Chiểu kết nối giữa quận 1 và quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây là đang là phường Đa Cao quận 1. Thì cái đoạn Nguyễn Đình Chiểu của phường Đa Cao quận 1 sẽ rất là đẹp, với nhiều cây cổ thụ hơn là cái đoạn Nguyễn Đình Chiểu của quận 3. Và cuối đường Nguyễn Đình Chiểu thì nó không có đẹp bằng. Đây là những cái tòa nhà xưa nè các anh chị, rất là cổ xưa nằm trên đường Nguyễn Đình Chiểu luôn. Bây giờ làm đoàn lịch sử thành phố Hồ Chí Minh, rất là đẹp. Cuối đường Nguyễn Đình Chiểu của quận 3 thì không có còn nhiều bóng mát cây xanh như thế này. Chính vì vậy mà em đi cái đoạn quận 1 để cho các anh chị ngắm nhìn. Thích lắm, thích đi những cái con đường nhiều cây xanh, bóng mát, rồi vắng lặng, yên bình như thế này. Đây là góc Mạc Đình Chi, Mạc Đình Chi, Nguyễn Đình Chiểu. Nơi đây thì có một cái trường mầm non, trường mầm non bé ngoan, khá là đẹp, khá là lớn. Giờ thì quán xá nó như vậy nè, quán xá Sài Gòn là như vậy, đóng cửa, bỏ hoang, cho thuê mặt bằng. Đó là tình hình chung của Sài Gòn ngày nay. Khi nào hết dịch tính tiếp, bây giờ dịch quá thì đóng cửa bỏ hoang đi, khi nào hết dịch cho phép mua bán trở lại thì tính tiếp. Sài Gòn đặt xe dạo phố cũng hay anh chị ha.
có chiếc xe đạp rồi rảnh rỗi khách chạy ngắm nhìn đường phố, thích chiếc xe đạp ra chạy để mình ngắm nhìn đường phố cũng khá là hay, nhẹ nhàng. Giờ thì đi đâu cũng thấy buồn, thuê nhà bán nhà thuê nhà trong cái mùa dịch. Đây là góc Hai Bà Trưng, Nguyễn Đình Chiểu. Bên kia có một cái tòa nhà của Novotel, Novotel Hai Bà Trưng, Novotel nằm ngay cái địa thế khá là đẹp, Hai Bà Trưng, Nguyễn Đình Chiểu. Ở bên đây thì có một cái biệt thự cổ xưa, anh chị, ta cũng đang kế hoạch trùng tu hay gì, trùng tu cái tòa nhà biệt thự cổ xưa này nhà mấy ốc Nguyễn Đình Chiểu. Đây là những cái ngôi nhà biệt thự xưa từ thời Pháp để lại tới bây giờ khá là đẹp, giống như trên những cái con đường Trương Định và Nguyễn Thanh Quang rồi thì có rất là nhiều cái những căn biệt thự Pháp để lại tới bây giờ vẫn còn sử dụng, vẫn đẹp, vẫn mang lại giá trị hữu ích cho cuộc sống. Đây là góc Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Đình Chiểu, và bên kia là trường kinh tế, trường Đại học Kinh tế. Mái trường đại học rất là quen thuộc của anh chị nào từng học ngành kinh tế ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Sài Gòn. Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh đó. Vẫn vậy thôi, nhưng mà bây giờ thì vào mùa hè rồi, với lại mùa giãn cách vì Covid nên là sinh viên về hết, trường cũng đóng cửa, không hoạt động. Khi nào hết hè, hết dịch thì trường sẽ đón nhận, tiếp nhận đông đúc và học sinh, sinh viên quay trở lại. Đây là góc Bách Tơ, dạ, Bách Tơ Nguyễn Đình Chiểu, nhẹ nhàng, yên bình với những chị công nhân đi quét đường. Bên đây là những cái nhà riêng của lãnh sự quán Nhật Bản nè anh chị, và nhà riêng của lãnh sự quán Nhật Bản rất là cổ xưa, rất là đẹp. Và trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn, những cái nhà rất là xưa, những cái căn biệt thự của Pháp còn khá là nhiều nằm ở trên đường Nguyễn Đình Chiểu này. Đây là góc Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Đình Chiểu. Có một cái siêu thị Co ốc, siêu thị Co ốc mắt bạn của mọi nhà. Bây giờ thì chợ truyền thống ở trên khu vực thành phố Hồ Chí Minh đã đóng cửa khá là nhiều, nên là bây giờ người ta đổ xô đi siêu thị cũng đông chị. Chính vì vậy mà mình nên chọn những khung giờ nào mà vắng, những khung giờ nào mà người ta ít có đi siêu thị thì mình đi. Mình đi siêu thị giúp cho nó vắng, cho nó an toàn dịch bệnh, và thanh toán tiền siêu thị nó cũng nhanh gọn lẹ. Còn những đi những cái giờ cao điểm thì đông đúc thì không có giãn cách xã hội, nguy cơ lây nhiễm bệnh khá là cao, với lại thanh toán tiền cũng lâu. Đây là góc Lê Quý Đôn, Nguyễn Đình Chiểu. Bên kia có căn biệt thự cổ rất là đẹp ha. Đây là những cái biệt thự cổ và tận dụng là những cái cơ quan nhà nước rất là đẹp luôn. 178 Nguyễn Đình Chiểu. Đẹp ghê ha. Tòa Tổng Giám mục thành phố Hồ Chí Minh. Tòa Tổng Giám mục với một lối kiến trúc của mấy những căn biệt thự Pháp để lại. Khá là đẹp. Rất là đẹp. Rất là thích đi trên những con đường cổ như thế này. Đây là góc Trần Quốc Thảo, Nguyễn Đình Chiểu.
vào tới đoạn Trần Quốc Thảo này thì Nguyễn Đình Chiểu đã thuộc về quận 3, không còn quận 1 nữa nha các anh chị, đây là quận 3 rồi. Thì cái đoạn quận 3 nó không có nhiều cây xanh cổ thụ, nó không có những cái căn nhà biệt thự cổ xưa như cái đoạn quận 1, nên cái đoạn quận 3 này nó cũng gọi là nó không có đẹp, không có đẹp bằng cái đoạn quận 1. Đẹp lắm anh chị. Đây là tòa án quận 3. Ngay góc này cũng còn một cái căn biệt thự cổ. Đây bà huyện Thanh Quan. Thì bà huyện Thanh Quan với Trương Định thì rất là nhiều biệt thự cổ xưa có khác. Trời hôm nay thì ui ui không có nắng anh chị. Mấy ngày nay thì Sài Gòn cũng trời cũng ui ui nhưng mà vẫn chưa có mưa nổi, làm cho khí hậu thì nó cũng oi bức nhưng mà nó cũng dịu mát hơn những cái ngày lúc trước. Đang Việt Nam đang vào mùa nắng nóng đỉnh điểm, ở khu vực miền Bắc miền Trung có những nơi lên tới 38-40 độ các anh chị. Sài Gòn thì 34-35 độ, khá là nóng. Phía trước anh chị là đường Cách Mạng Tháng 8, thì đường Nguyễn Đình Chiểu còn đi dài qua tới đoạn bên kia, nhưng mà đoạn bên kia thì nó không có đẹp, không có nhiều cái gọi là cái kỷ niệm đối với anh chị, thì em xin dừng đoạn đôi clip ở đây. Hẹn gặp lại quý anh chị những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.